Trời ơi là trời, Facebook ơi là Facebook, báo quá và báo luôn á, tự dưng gửi hả bị lỗi gì mà lỗi toàn cầu vậy trời. Gửi hả đăng xúc đăng ơ đồ ga của người ta phiên bản hết hạn rồi tùm lum hết trơn. Vừa vô hả tôi tưởng đâu là tôi bị hack đồ không hả, hết hồn hết vía, hú hồn chim én. Thật sự mà nói thì cái việc mà lỗi hàng loạt của Facebook như vậy ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến hàng triệu người sử dụng luôn á mọi người. Ở đây mình không có nói tới cái câu chuyện mình bị gián đoạn, nhưng mà mình sẽ nói tới cái vấn đề á, có rất là nhiều người không có vào lại được, rất là nhiều người sẽ không đăng nhập lại được, thì đó là một cái sự mà tổn thất rất là dữ dội luôn á. Và Chí Cảnh nghĩ rằng đối với những cái người mà trẻ giống như Chí Cảnh này, khi mà bị out ra đó, mình vào lại mình còn bị hoang mang nữa, tại vì có rất là nhiều cái mật khẩu á, mình đã đặt rất là lâu rồi, có nhiều người có rất là nhiều tài khoản, cho nên nhiều khi họ đâu có nhớ đâu mọi người. Đối với những người trẻ giống như Chí Cảnh nè, và một cái người làm kênh làm truyền thông giống như Chí Cảnh đó, mà Chí Cảnh còn gặp khó khăn khi mà đăng nhập lại nữa, tại vì mình không có nhớ mọi người, mình không có nhớ mật khẩu mọi người ơi. Thì với những người trẻ giống như Chí Cảnh thì còn có thể làm lại được, đặc biệt rằng những người có kinh nghiệm rồi có giỏi về công nghệ thông tin giống như Chí Cảnh thì còn có thể lấy lại được. Còn rất là thương cho những cô chú lớn tuổi, thật sự mà nói rất là thương cho những cô chú lớn tuổi không có biết cách đăng nhập lại. Nhiều khi á, lúc mà đi mua cái điện thoại cái được nhân viên người ta cài đặt rồi người ta đăng nhập vô cho, hoặc là được con cháu đồ này nọ đăng nhập vô thì có cái Facebook để mà lướt tin tức xem rồi đó, rồi bây giờ tự dưng rồi bị dăng ra rồi biết đường đâu mà vô lại, không nhớ mật khẩu, đâu phải ai cũng có thể lấy lại được mật khẩu được đâu. Nhiều người sẽ không biết cách lấy lại mật khẩu, đặc biệt những người lớn tuổi hoặc là những người không giỏi về công nghệ thông tin, rồi những người không có gành điện thoại, rất là tội nghiệp luôn á. Bây giờ Chí Cảnh nghĩ rằng nha, không biết là cô chú anh chị ở đây có ai mà bị out ra rồi không có vô lại được không mọi người, rồi coi như là cái nick đó sẽ bị bay màu luôn, mất luôn đúng không, rất là tiếc. Và như vậy thì làm cho mọi cái thông tin liên lạc bạn bè đồ này nọ đó sẽ mất hết. Cái gì vậy trời, ví dụ như mình bị lỗi sau đó thì mình khắc phục lại, thì mình khôi phục lại cho người ta đi, rồi bây giờ mình dăng ra phiên bản hết hạn. Đối với bản thân của Chí Cảnh nha, đăng nhập 5 lần 7 lượt mới vô đó, tại vì cái tài khoản của Chí Cảnh thì bảo mật rất là cao, tới 3-4 lớp lận rồi, phải yêu cầu rất là nhiều thông tin thì mới có thể đăng nhập vô được. Cho nên đó, là Chí Cảnh thấy là những người mà lớn lớn tuổi, những người ở dưới quê rồi những người già già đâu đó, thì Chí Cảnh e rằng sau cái vụ này thì rất là nhiều người sẽ bị mất tài khoản rồi không có vô được luôn, rất là buồn. Và Chí Cảnh cũng sẽ rất là buồn là nếu như mà fan của Chí Cảnh đó không có vào được, không có vào được rồi không có xem Chí Cảnh trên Facebook nữa thì Chí Cảnh sẽ rất là buồn, tại vì Chí Cảnh thấy là cái lượng tương tác của mình giảm rất là nghiêm trọng luôn á. Có nghĩa là trước đó Chí Cảnh chỉ cần đăng một bức hình thôi là có khi chỉ cảnh được 20 mấy 30 ngàn lượt like, bây giờ đăng lên hả trời ơi mấy tiếng đồng hồ hả chưa được 200 like nữa. Cho nên chỉ cảnh nghĩ rằng rất là nhiều người đã bị out ra và không vào lại được á. Facebook thì báo người ta không mà, rồi không biết là có một cái chính sách gì để mình đền bù cái tổn thất vừa tinh thần vừa vật chất cho những người sử dụng không? Sao mà ao ước gì kỳ cục vậy? Dăng ra rồi không có khôi phục lại cho người ta, để cho người ta không có vào được. Trong khi đó là Facebook là một cái việc rất là quan trọng, kết nối bạn bè tùm lum hết trơn, được xem giống như một cái danh bạ điện thoại luôn đúng không mọi người? Bao nhiêu bạn bè mình kết nối trong đó mà bây giờ mình không vào được, rồi bao nhiêu cái thông tin, những cái bí mật, rồi những cái tin nhắn đâu này nọ, rồi biết bao nhiêu công việc đối với những cái người mà họ làm bán hàng đâu này nọ đó, rồi bao nhiêu đơn hàng là của người ta nữa mà ao ra như vậy. Nói chung là Chí Cảnh thấy hả là Facebook hả là cần phải cải thiện rất là nhiều luôn á mọi người, cần phải cải thiện nhiều hơn nữa, và cần phải có những cái chính sách bảo mật cao hơn, rồi cần phải có một cái đội ngũ kỹ sư phải giỏi hơn để làm sao cho nó có cái sự ổn định. Chứ bây giờ trời ơi là trời, Facebook nó thiệt chứ đỡ hơn TikTok một chút xíu thôi, còn cái chuyện mà hả lâu lâu người ta ví dụ như người ta cố tình người ta lấy nick, rồi người ta cố tình người ta báo cáo đồ này nọ, mặc dù đôi khi mình cũng chẳng có gì sai mà mình cũng bị out ra như vậy, thì Chí Cảnh nghĩ rằng những cái lỗ hổng đó thì những cái kỹ sư của bên Facebook á, cần phải fix lại, cần phải nâng cấp lên cho nó chuyên nghiệp lên, và cái việc bảo mật thông tin nó phải cao hơn nữa. Thật sự mà nói thì Chí Cảnh thấy là YouTube là một cái nền tảng mà nó khá là an toàn cho người sử dụng.
Thật sự mà nói thì chị cảm thấy YouTube là một cái nền tảng mà có cái tính bảo mật rất là cao, có nghĩa là mình rất là khó để mình bị người ta lấy cắp tài khoản đâu đó, tại vì nó bảo mật cực kỳ cao luôn đó, người ta sẽ không có vào để mà có thể tùy tiện lấy được. Thứ hai nữa là những cái video mà mình đăng trên Facebook á, thì rất là khó để mà mình bị gỡ mọi người. Khi mình vi phạm cái này cái kia thì mình mới bị gỡ thôi, ngoài ra thì người ta sẽ không có dễ dàng để người ta muốn thế nào là được thế đó, rất là khó luôn á. Cho nên cái nền tảng YouTube là một cái nền tảng mà chị cảm thấy rất là ổn định và bảo mật rất là cao, và coi như là chịu khó mà nâng cấp rồi này nọ để ngày càng hay hơn đó. Còn Facebook thì có thể là do họ đã ngủ quên trên chiến thắng chăng, cho nên là bây giờ mình sử dụng Facebook thì mình cũng cảm thấy cái dịch vụ nó không có được tốt với mọi người, nó càng tệ đi á. Cứ mình cứ bị hack, mình bị thế này, mình bị thế kia, mình bị tùm lum, mà đôi khi mình cũng chẳng có một cái lỗi gì hết. Rồi những cái người mà họ muốn cố tình họ muốn lấy cái tài khoản của mình, hoặc là họ muốn cho cái video của mình nó ao, thì họ chỉ cần thuê cái dịch vụ rồi đó, thì chỉ cần cảm thấy cái điều đó nó không có bảo vệ người tiêu dùng và nó đỡ hơn tiếp xúc một chút xíu thôi. Chứ thật ra cái nền tảng mà chỉ cảm thấy có một cái độ bảo mật cực kỳ cao đó là YouTube đó mọi người, nó rất là cao. Cho nên chị cảnh hy vọng rằng là những cái người mà cho nên chị cảnh hy vọng rằng là Facebook nó có những cái cuộc cải tổ gì đó, rồi có những kỹ sư thật là giỏi để mà có một cái sự ổn định đó. Chứ thật ra Facebook nó chuyên gia, nó bóp tương tác đó mọi người. Nhiều khi mình live stream hả, trời ơi, tự dưng cái bóp tương tác không ai vô coi hết trơn á, hoặc là cái người coi thì không hiển thị, comment thì không có thấy, nó rất là chậm trễ. Nói chung là sao mà tệ dữ vậy, trong khi là cái dịch vụ Facebook ra đời rất là lâu rồi mà cho đến thời điểm hiện tại nó rất là dở luôn á mọi người, nó tệ còn hơn là TikTok nữa. Ví dụ như TikTok mình like thì trời ơi, comment người ta nhảy lên là liên tục, nó không có bị cái vấn đề gì hết á. Rồi người xem rồi đó, người ta vô xem là nó hiển thị rất là rõ ràng và chính xác. Còn Facebook á thì trời ơi, mình like nhiều khi hả, Facebook nhiều khi mình like mấy ngàn người mà nó hiển thị đâu có mấy trăm, mà rồi nó không có cập nhật cái con số gì hết, nói chung rất là tệ luôn á mọi người. Cho nên là hy vọng rằng Facebook nên cải thiện lên, cải tổ lên. Chứ nếu như mà mình cứ tỏ ra là mình là một cái nền tảng mà giỏi rồi hay nhiều người sử dụng, cái mình không quá lo mà nâng cấp độ lên, thì từ từ có một ngày thì cái đế chế của mình nó nhiều khi nó sẽ bị lụi tàn, nó giống như là Nokia đó. Nokia cũng từng là mưa làm gió rồi Yahoo rồi đó mọi người, thì đã sụp đổ, mặc dù ngày xưa là một trong những cái tên tuổi rất là đình đám luôn đó. Cho nên hy vọng rằng Facebook đừng có những cái kết cục mà buồn như vậy nha. Nhưng mà để mà không có bị tụt lại phía sau thì chỉ cần nghĩ rằng Facebook á, cần phải có những người rất là giỏi, phải có một cái sự tuyển dụng những cái người giỏi để cải thiện cái chất lượng dịch vụ. Chứ bây giờ chất lượng dịch vụ của Facebook rất là tệ luôn á. Nếu như mà có một cái nền tảng nào mà nó hay hơn, nó ok la hơn, thì chắc chắn Chí Cảnh sẽ lựa chọn cái nền tảng đó liền. Vì bây giờ là mình không biết là mình nên sử dụng cái nền tảng nào, cho nên mình mới chịu khó mình sử dụng á. Chứ thật ra rất là bức xúc và rất là khó chịu luôn á mọi người ha.